Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, và tôi là Xuân Hùng sẽ đồng hành cùng quý vị. Thưa quý vị và các bạn, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn một số chính sách mới liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điều 101 Luật Đất đai năm 2024 quy định những trường hợp không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất bao gồm: các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất theo quy định, đất do cơ quan tổ chức của nhà nước quản lý, đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, người sử dụng đất giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và có đơn tự nguyện trả lại đất, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định, trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định. Theo đó, đất nông nghiệp bỏ hoang bị thu hồi thuộc trường hợp đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Do đó, trường hợp này sẽ không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật. Từ ngày 1 tháng 8, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật này sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng ôm đất dự án để đấy, gây lãng phí đất đai. Luật Đất đai quy định đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được giới hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường. Ngày 23 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng ban hành chỉ thị 22 về việc kiểm kê đất đai năm 2024. Theo đó, nội dung kiểm kê đất đai năm 2024 của từng đơn vị hành chính các cấp bao gồm: diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 9 và đối tượng đang quản lý sử dụng đất quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Đất đai năm 2024, tình hình quản lý sử dụng đất sân golf, cảng hàng không, sân bay, khu vực sạt lở, bồi đắp, đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và các chuyên đề khác. Việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải đánh giá được thực trạng tình hình quản lý sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong 5 năm qua của từng địa phương và cả nước, nhất là việc quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức cá nhân đang sử dụng đất, làm rõ nguyên nhân hạn chế tồn tại, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Theo Điều 47 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản ghi đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng chịu trách nhiệm trong việc ghi giá giao dịch trong hợp đồng không đúng với giá giao dịch thực tế. Như vậy, từ mùng 1 tháng 8 năm 2024, mua bán bất động sản phải ghi đúng giá thực tế trong hợp đồng. Đây là một quy định mới được bổ sung vào Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Tuy Luật Kinh doanh bất động sản 2014 không có quy định này, nhưng từ trước đến nay, tổ chức cá nhân mua bán bất động sản vẫn phải kê khai đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng theo các quy định về thuế. Trên thực tế thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý nhiều trường hợp khai không đúng giá chuyển nhượng bất động sản để trốn thuế. Theo Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Như vậy, việc bắt buộc thanh toán qua ngân hàng khi mua bán nhà chỉ áp dụng với khách hàng mua nhà tại các dự án của chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản. Còn các cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, bán nhà ở, công trình xây dựng, diện tích sàn trong công trình, không nhằm mục đích kinh doanh hoặc bán cho thuê mua nhà ở, không bắt buộc thanh toán bằng chuyển khoản. Tức là người dân mua bán nhà với nhau để ở, chứ không nhằm mục đích kinh doanh thì không bắt buộc phải chuyển khoản. Từ ngày 1 tháng 8, Luật Kinh doanh bất động sản 2024 quy định chủ đầu tư chỉ được nhận đặt cọc không quá 5% giá nhà ở hình thành trong tương lai. Với nhà thấp tầng, doanh nghiệp phải xây bán nhà, không được bán đất nền. Những quy định này sẽ giúp bảo vệ tối đa người mua nhà. Theo đó, luật quy định chủ đầu tư dự án bất động sản chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán cho thuê mua nhà ở. Công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng với nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh, thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bán cho thuê. Ngoài ra, luật mới cũng quy định việc thanh toán khi mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai
nếu trả theo tiến độ thì lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Những lần thanh toán tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở. Trường hợp bên bán là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số tiền không quá 50% giá trị hợp đồng. Theo khoản 2 điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không được hành nghề tự do. Theo Điều 81 Luật Đất đai 2024 quy định rõ về các trường hợp đất bị nhà nước thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Trong tổng số 9 trường hợp được nhắc đến, đất nông nghiệp bị bỏ hoang và sử dụng sai mục đích có thể bị thu hồi. Cụ thể, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục, đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, tại khoản 2 điều 9 Luật Đất đai 2024 quy định, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung, đất làm muối, đất nông nghiệp khác. Như vậy, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, đất nông nghiệp bỏ hoang sẽ bị nhà nước thu hồi trong các trường hợp sau đây: đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản không được sử dụng trong thời gian 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời gian 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời gian 24 tháng liên tục. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Căn cứ theo Điều 47 của luật này thì giá bán chuyển nhượng cho thuê mua bất động sản, dự án bất động sản được đưa vào kinh doanh do các bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng. Trường hợp nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó. Tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản ghi đúng giá giao dịch thực tế trong hợp đồng và chịu trách nhiệm trong việc ghi giá này. Điều 45 Luật Kinh doanh bất động sản quy định hợp đồng kinh doanh bất động sản được ký kết khi bất động sản đã có đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, dự án đã có đủ điều kiện chuyển nhượng. Hợp đồng kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản mà ít nhất một bên tham gia giao dịch là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. Riêng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân phải công chứng hoặc chứng thực. Theo Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản, việc thanh toán trong giao dịch bất động sản, dự án bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và tuân thủ quy định của pháp luật, chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nhận tiền thanh toán theo hợp đồng từ khách hàng thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Việc phạt và bồi thường thiệt hại như người mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên cho thuê chậm tiến độ bàn giao do các bên thỏa thuận và phải được ghi trong hợp đồng. Theo Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng phải bảo đảm các điều kiện sau đây. Thứ nhất, thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định. Thứ hai, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không có tranh chấp, đang được cơ quan có thẩm quyền thông báo, thụ lý, giải quyết hoặc có tranh chấp về hợp đồng nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết đã có hiệu lực pháp luật. Thứ ba, nhà ở, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý. Thứ tư, có hợp đồng mua bán, thuê mua được xác lập theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.